Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em Mau cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau chuyện gì?" Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi chuyện gì vậy? Họ thưa chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị kết án, và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ Môi-se và tất cả các ngôn sứ người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi đến gần làng họ muốn đến Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn, họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn bấy giờ người mới vào và ở lại với họ khi đồng bạn với họ người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ mắt họ liền mở ra và nhận ra người nhưng người lại biến mất họ mới bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ngay lúc đó họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tù hợp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trội dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Anh chị em thân mến, có Chúa là trung tâm cuộc đời của bạn Bạn sẽ không thất vọng Đó là lời nhắn gợi của Đức Thánh Cha Phan Xích Cô Đến với người trẻ Và tôi nghĩ là cũng đến với tất cả chúng ta Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy Hai môn đệ trên đường em mong này Đi từ kinh nghiệm thất vọng đến cuộc gặp gỡ Chúa, đi vào sự kết hiệp mật thiết với Ngài và không chỉ là hai người đó có lại niềm vui và hy vọng mà hai người môn đệ đó còn làm cho cái niềm hy vọng đó nó lan tỏa. Nhưng mà điều kiện vẫn rất căn bản, Chúa phải là trung tâm cuộc đời bạn. Chuyện gì xảy ra? Hai người môn đệ này rời Jerusalem và đi em mau. Chúng ta biết là trong ngôn ngữ của tin mừng Luca, Jerusalem là trung tâm của thờ phượng. Luôn luôn là Jerusalem, cho nên Đức Giêsu Kitô nói rằng anh em hãy đi loan báo tin mừng, khởi đi từ Jerusalem. Hai người này rời Jerusalem có nghĩa là gì? Nói một cách hình ảnh về không gian và địa lý, hai người này đang rời xa trung tâm thờ phượng của mình rời xa đức tin của mình đang rời xa chúa của mình và chuyện gì xảy ra đối với họ họ ưu buồn gương mặt họ ưu buồn cái chữ ưu buồn này cũng có thể dịch ra gương mặt của họ mờ nhạt mờ nhạt bởi vì sao họ là môn đệ với chúa giêsu kitô và chúa giêsu kitô là căn tính của họ là sự sống của họ là đường của họ và bây giờ họ rời xa ngài thì có nghĩa là họ đang mất đi cái căn tính của mình dần dần. Nói một cách khác, nếu chúng ta là Kỳ Tô Hậu, thưa anh chị em, thì nhìn vào chúng ta, người ta phải thấy Chúa Kỳ Tô. Đó là gương mặt tỏa sáng của chúng ta. Nhưng mà ngay khi mà chúng ta thất vọng và dường như là mình đã rời xa Chúa đó thì tin mừng nói người tiến lại gần và cùng đi với họ chúa chủ động mắt họ còn ngăn cản trong cái nỗi buồn của mình họ chỉ thấy mình với những nỗi buồn với những cái thất vọng nhưng mà chúa không chỉ đến gần mà ngài còn nói với họ và kìa họ trả lời người hỏi họ thua và người bắt đầu giải thích kinh thánh lòng họ cháy bừng lên cho nên chúng ta thấy chúng ta không bao giờ là một mình và Chúa của mình là vì Thiên Chúa đã bước vào trần gian này, Thiên Chúa ở với chúng ta đó, Thiên Chúa nhập thể đó, Thiên Chúa mà đi lang thang trên mọi nẻo đường cho đến nỗi mà đi Thánh Cha Phan Xích Cô nói rằng nếu chúng ta muốn gặp Chúa ơi đừng có ở trong nhà hãy ra ngoài đường và nới những góc phố những con hẻm và anh chị em sẽ gặp Chúa nhưng mà làm sao để đặt Ngài làm trung tâm chúng ta thấy nãy giờ toàn là chúa chủ động chúa tiến đến chúa nói chúa hỏi chúa giải thích lời chúa nhưng mà có một chỗ mà chúa không làm được và chúng ta buộc phải chủ động đó là họ nài ép người rằng mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn một cái chi tiết rất là dễ thương tới anh chị em đó là Đức Giêsu Kitô làm như còn muốn đi xa hơn nữa, làm như còn muốn đi xa hơn nữa nhưng mà thực tế thì không phải. Ngài muốn ở lại với các ông nhưng mà ngài không có chủ động được. Và đây là cái chỗ mà đức tin của chúng ta hành động. Nếu chúng ta muốn đặt Chúa làm trung tâm Thì chúng ta phải mở cửa cho Ngài vào Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ Cho nên ở trong sách Khải Huyền Anh chị em còn nhớ Cái hình ảnh ta đứng bên ngoài và ta gõ Và cái cửa đó thưa anh chị em Ở bên ngoài không có cái, không có cái tay cầm cho nên cái người ở bên trong nhà nó chủ động hoàn toàn nếu người ấy gõ nếu người ấy nghe được tiếng gõ và mở thì ta sẽ vào, ta sẽ đồng bàn với người ấy, ta sẽ ở với người ấy. Và kìa khi Ngài đồng bàn với họ có nghĩa là Ngài bước vào chính cái trái tim của hai người môn đệ đó. Ngài bước vào cái tâm hồn cuộc đời của họ một cách chính thức thì chuyện gì xảy ra? Ngài cử hành bí tích của sự hiệp nhất, bí tích của hy vọng. Ngài cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ mở ra và họ nhìn thấy Chúa. Và lúc đó không phải là người biến mất mà lúc đó người ở trong họ, người tan biến ở trong máu thịt của họ, người tan biến vào trong hơi thở của họ, người bây giờ trở thành một với họ rồi cho nên họ không còn thấy người không có nghĩa là người đi mất mà họ không còn thấy người bởi vì người quá gần gần cho đến nỗi mà mắt họ không còn thấy ngài nữa bởi vì ngài hoàn toàn nên một với họ cho nên thưa anh chị em có một cái hành vi đức tin rất quan trọng mà nếu chúng ta không làm Chúa của mình Không có cách nào xoay được Nhưng mà Cái ngôn ngữ mà người biến mất đó Ở trong tin mừng Luca đó Nói với công vụ tông đồ đó Thưa anh chị em nó còn có một ý nghĩa nữa Anh chị em còn nhớ là ông Philip Phê Được thần khí thúc đẩy Và đến gặp viên thái giám Và sau khi mà nói lời của Chúa Và rửa tội cho viên thái giám này xong Thì Luca trong công vụ tông đồ nói rằng thần khí của Đức Chúa đem ông Philip đi mất và viên thế giám không còn thấy đâu nữa. Có nghĩa là gì? Bây giờ hãy để cho thần khí thổi, thần khí hoạt động nơi anh em. Cho nên lập tức họ đứng dậy, họ quay trở lại Jerusalem là trung tâm đó. Họ gặp gỡ nhóm 11 và các bạn hữu những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đang tụ họp ở đó. Họ thuật lại những gì đã xảy ra, rằng mình đã nhận ra Chúa và đang nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ bánh. Cho nên nếu anh chị em hỏi tôi rằng che ở đâu có thể gặp Chúa, tôi xin thưa ngay với anh chị em rằng ngay lập tức anh chị em có thể gặp Ngài. Đó là hãy đi lễ đi. Nơi thánh lễ chắc chắn anh chị em gặp Chúa. Anh chị em sẽ được nghe lời Ngài và lời Ngài sẽ bừng cháy trong tim của anh chị em. Và anh chị em sẽ được gặp Ngài nơi bí tích thánh thể Và anh chị em sẽ kinh nghiệm được Ngài ở trong anh chị em Anh chị em kinh được nghi, nghiệm được Ngài Tan biến nơi anh chị em Biến mất nơi anh chị em Hiểu theo cái nghĩa là nên một với anh chị em đó Và Ngài hoạt động nơi anh chị em Trong thần khí phục sinh của Ngài Chúa của mình có một chi tiết vô cùng tinh tế Và đây là điểm yếu của Ngài Ngài làm như còn muốn đi xa hơn nữa Ngài muốn ở lại với chúng ta lắm luôn á Nhưng mà Ngài sẽ không làm được điều đó Nếu chúng ta không mở cửa cho Ngài vào Cho nên anh chị em đã mở cửa cho Ngài vào chưa? Mở cửa chưa có đủ đâu Mà phải bắt trước giống như là hai cái môn đệ này Phải nài ép Ngài vào nhà mình và khi ấy, Ngài sẽ vào. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.